giường cho tha khó ăn quá. Thôi rồi rồi. Anh dập hai ba bao đứng coi thẳng nha. Sao cái cảm nhận như thế nào? Đặt chất lượng không? Rất là ngọt. Ngọt. Ngon. Đây là sản phẩm do du khách hái các bạn. Giường ăn quá. Thì hôm nay xin mời các bạn cùng Tân đến tham quan vườn nho Thái An Quán tại thôn Thái An, xã Vĩnh Hải, huyện Ninh Hải, tỉnh Ninh Thuận. Thì vườn nho Thái An nằm cách trung tâm thành phố Phan Rang, Tháp Chàm khoảng 30 km về hướng đông bắc. Cái này nho tím không có nho xanh ha anh. Thì vườn nho Thái An là địa phận thuộc thôn Thái An, xã Vĩnh Hải, huyện Ninh Hải, tỉnh Ninh Thuận. Thì tỉnh Ninh Thuận khá gần tỉnh Khánh Hòa, thì nên du khách du lịch tại Nha Trang thì thường ghé qua vườn nho Thái An một lần để mua nho về làm quà các bạn. Đây là thôn kinh tế trọng điểm của tỉnh Ninh Thuận trong vấn đề cung cấp mặt hàng nông sản, đặc biệt là nho, hành và tỏi. Nho xí khô. Nho. Thì nho thôn Thái An được trồng từ rất lâu đời. Thế nhưng thì thương hiệu này chỉ mới được nhiều người biết đến sau khi gộ lên sản phẩm nho sạch an toàn. Điểm du lịch nằm xa trung tâm thành phố. Thế nhưng vườn nho thôn Thái An mang ý nghĩa quan trọng về việc kết nối các điểm du lịch nổi tiếng như Hang Rái, Vĩnh Huy, Suối Nước Ngọt và hai đảo Ba Đình, Bình Tiên. Này được lên kênh YouTube rồi. Anh đánh cho em chụp cho chụp nhau. Đây là khu ngoài chúng ta nhìn vào. Rồi một cánh đồng nho. Thì hiện nay thì nhiều nông dân đã khai thác du lịch bằng hình thức là cho khách tham quan vào tham quan và hái nho.
Đây là cái khu vực cánh đồng nho, chúng ta nhìn từ phía trên các bạn, chúng ta thấy rằng nho được trồng trên vàng, xung quanh toàn là nho. Ở phía dưới thì nho được trồng thẳng hàng và có cái hệ thống tưới. Thì hệ thống vườn nho ở đây thì được trồng thành vàng các bạn. Thì khách du lịch tới đây thì không bán vé các bạn. Những chùm nho ở đây thì rất là chịu quả, du khách vừa đi ngắm và có thể thưởng thức hoặc là mua về làm quà. Đây là cái vườn nho tím các bạn. Còn phía bên đây là cái vườn nho còn xanh. Thì đi du lịch ở Ninh Thuận, khám phá vẻ đẹp vườn nho Thái An là một trải nghiệm vô cùng thú vị. Hành trình cũng giúp cho du khách hiểu và thêm trân trọng đặc sản của miền đất này, nắng gió. Thì nói đến vườn nho Thái An thì các bạn có thể biết là được những cái vườn nho sai một hiệu quả vườn nho như ngày hôm nay. Thì thôn Thái An đã trải qua rất nhiều thăng trầm trong việc mang trái nho đến gần hơn với mọi người. Từ chỗ gần như là vô danh, không ai biết đến, thì hôm nay những vườn nho Thái An đã được mở rộng và phát triển thêm quy mô. Chút ra quay. Ê, chị chùm này ngon nè, thôi cắt chùm này nha. Trời ơi, chùm này đã ghê luôn à. Đây, đây, đây. Đó, một chùm nho rất là đẹp. Đó, nho đó. Đây là khách du lịch đi hái nho nhé. Cắt chùm đó luôn. Nè, cận cảnh luôn nè. Nè, quay quay cận cảnh này nè. Trời ơi. Đây họ bán nhiêu ký? 50 ngàn. Nãy hỏi giá rồi, trước khi đi cắt thì hỏi giá rồi đó. Cũng được. Thôi cho cái chùm này bự này Dung. Chín mùi luôn á. Một hồi nữa mình có phải ê, ê nó nghe giả bộ mình lấy trái mình ăn đi. Cho anh Tân nó quay phim nè. Đúng rồi. Thử thành phẩm của mình coi. Sao cái cảm nhận như thế nào? Ngọt. Đặc chất vườn không? Rất là ngọt. Ngọt. Ngon. Nghĩ là bị trâu rồi đó. Cây chút xíu mà ra bông
quá tuyệt. Đây là sản phẩm do du khách hái các bạn. Chị ơi, chị ơi, cái này mình bỏ bịch nha, mình ăn dạ. Bỏ bịch đi. Bỏ bịch đi. Cảm ơn bạn đã xem video. Hãy đăng ký kênh để xem những video tiếp theo nhé.